Lê Vi Dương và cô Anna này. Ừ. Cảm ơn Chúa, khi mà bước chân qua Mỹ thì mình cũng rất là ngỡ ngàng. Và lúc đầu thì gia đình Diễm sắp sửa đi định cư thì Diễm cũng không muốn đi nữa. Nhưng mà mục sư Đông nói thôi mình đi một vòng qua Mỹ đi, rồi mình quyết định mình đi hay không. Tại vì lúc đó khoảng còn 1 năm nữa là phỏng vấn rồi. Thì Diễm nói mình đang cái diện mà xin định cư thì visa chắc là không có dễ dàng được cho đâu, visa du lịch đó. Nhưng mà Diễm vẫn nộp đơn và xin visa đi du lịch ở Mỹ. Thì cảm ơn Chúa mình được nhận đi. Và cái chuyện đó rất là dễ dàng, cho nên mình nói Chúa ơi, chắc ở đây là cái ý của Chúa. Và Diễm một sư đông cũng đi tháng 5 là mình đi qua Mỹ, mình đi một vòng các tiểu bang. Thì tháng 7, tháng 5 năm nay và tháng để coi trước 1 năm, ở tháng 5 trước 1 năm đi thì tháng 7 năm sau mình định cư Hoa Kỳ đó, một một năm 2 tháng đó. Thì vì cái tấm lòng của gia đình này mà Diễm muốn đi định cư đó. Mọi người nghĩ có lạ không, chỉ có vài người thôi mà có thể quyết định tương lai mình không có nói phải quyết định, nhưng mà mình nghĩ về tấm lòng của người ta, tấm lòng của người chị này, sau bao năm xa cách nhưng mà mình chỉ tiếp đón gia đình mình còn hơn là người thân nữa. Chỉ nói giờ chị thương mấy em và muốn tiếp đón mấy em hơn người những người chị em của chị ở bên Việt Nam nữa. Chị em chị bên Việt Nam chưa có ai qua đây chưa, cho nên mình thấy tấm lòng của họ và tự nhiên mình nói thôi anh, chắc it's time to go đó, chắc là Chúa mở đường cho mình đó. Đó là lý do tại sao, đó là một trong những cái lý do mà Diễm quyết định đi là gia đình này đó. Và cảm ơn Chúa khi mình qua đây á, thì mình nghĩ mình cũng có một số vốn rồi mình sẽ thuê nhà mình ở thời gian, rồi mình mua nhà, rồi bắt đầu từ từ gây dựng cuộc sống. Nhưng mà anh chị không có cho mình ở ngoài, anh chị nói mà mới qua Mỹ còn buồn nhớ gia đình nhớ bạn bè bên đó, mà ở ngoài thì càng buồn hơn, thôi vô nhà ở với anh chị. Thì nhà nhỏ nhưng mà tấm lòng anh chị không có nhỏ, cho nên mình vô mà mình cảm nhận được điều đó. Mọi người biết là mình ở bên Việt Nam mình cũng có nhà rồi, mình trước khi đi mình cũng sống ở trong cái biệt thự của gia đình mục sư Đông, nói chung là rất là thoải mái. Nhưng mà qua bên đây 4 người mình phải sống trong một cái phòng mà share với gia đình chị, mà anh chị thì nhất định không cho mình ra ngoài. Mình nói thôi mình vô đây mình ở chừng vài ngày cho vui rồi mình đi ra, mình nói vậy. Mà cảm ơn Chúa những cái gì mà mình được ngày hôm nay á, tại vì Chúa cho mình cái sự thỏa lòng từ lúc đầu á. 4 người trong một gia đình không có phàn nàn hay là không có cảm thấy hối tiếc khi qua Mỹ, hay là mình thấy mỗi ngày đều thỏa lòng những gì Chúa ban cho, ngay cả trong những cái hoàn cảnh dường như là không thỏa lòng được. Nếu mình so sánh cuộc sống ở Việt Nam thì chắc mình không có thỏa lòng, nhưng mà cảm ơn Chúa từng giờ từng phút đặt chân vô Mỹ thì chưa bao giờ mình cảm thấy hối tiếc hay buồn, nhưng mà ngày nào cũng thỏa lòng ở trong Chúa. Và mình ở 10 tháng ở gia đình anh chị cưu mang, mình cũng share với anh chị cái cost nhưng mà anh chị không chịu, nhưng mà rốt cuộc cũng lấy để cho gia đình mình có thể thoải mái ở lại. Và tính ở vài ngày nhưng mà kéo dài đến 10 tháng luôn. Mà trong suốt 10 tháng đó, đó thì Chúa dùng gia đình anh chị để dạy dỗ, để dẫn dắt, để chỉ dẫn những cái bước đầu tiên mình đến Mỹ. Và lạ lắm, lúc đó thì cả gia đình đó, có một người đi làm hả, mà cuộc sống vẫn bình thường, không có giàu có gì hết, nhưng mà có gì share cái đó. Và khi mà Diễm với mục sư Đông á, Chú mở đường đi qua bên Arizona thì bên đó họ có việc làm trở lại, rồi đi làm manager cho tiệm nail và sau đó mở tiệm nail luôn và mở thêm cái nhà hàng nữa. Mình thấy những người từ không có tiền mà Chúa cho như vậy, và mình thấy đúng là Chúa làm ơn cho những người, làm ơn cho những người hầu việc Chúa. Anh chị thương mình giống như trong gia đình và anh chị làm ơn cho mình vẫn nhớ ơn, không bao giờ quên những người làm ơn cho mình. Và thật Chúa có ban ơn cho gia đình anh chị, những người đã làm ơn cho gia đình mình. Và ngày hôm nay á, vẫn còn liên hệ, vẫn còn gửi quà sinh nhật, gửi quà Giáng sinh. Và vì công việc và không biết có lý do nào không mà gần đây mình không liên hệ được nữa, nhưng mà thình lình mình nhận được món quà Giáng sinh thì rất là mừng. Và có một lần chị nói mặc dầu chị không liên hệ thường nhưng mà chị lúc nào cũng thương mấy em hết trơn á, không bao giờ
quên. Mình thấy Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Ở, ví dụ mình ở với chị em mình đi, người thân của mình, trong chung một gia đình vài tháng thì thường xảy ra đụng chạm đúng không? Chứ đừng nói người lạ không máu mủ gì hết mà mình ở trong nhà chỉ 10 tháng. Và ra đi thì ảnh chỉ bệnh rịnh quyến luyến và thương lắm. Chị nói á, chị thì hay nói đùa lắm, đùa đùa thiệt thiệt chứ nói. Chị á hả, chị ước gì chị mua vé số, chị trúng vé số, chị mua cho Đông Diễm căn nhà ở đây. Mua một cái nhà thờ, cái mình cùng nhau hầu với Chúa ở đây. Xong Diễm nói chị ơi, xong người ta nói ô mai mốt, người ta nói ô nhà thờ này nhờ trúng số nè. Ôi ông mục sư Đông thì ở nhà đều được trúng số, chị thấy thì sao? Chị nói ờ thôi ha, thôi đừng đừng mua, đừng mua vé số. Chị vui lắm. Đó, cho nên là những cái gì Diễm kể ra để nói về ơn Chúa và sự biết ơn mình đối với người giúp mình. Và rất là buồn là ngày hôm nay gia đình không còn hầu việc Chúa nữa. Mình thấy cái tấm lòng gia đình hầu việc Chúa nha, ngay cả lúc họ không có giàu có, nhưng mà những gì mà họ dâng cho Chúa là phải là tốt nhất. Ví dụ như nấu nấu cho nhà thờ thì phải đi lựa những cái đồ ngon nhất và tốt nhất nấu cho nhà thờ, và nấu rất là nhiều và sẵn sàng. Và thấy tấm lòng của cả gia đình hầu việc Chúa như vậy, cho nên Diễm Mục Sư Đông vẫn nhớ cầu thai cho chị. Và chị nói một câu là mình cũng rất là buồn. Chị nói là chị bây giờ không có đi nhóm ở đâu nữa Diễm ơi. Và chị giữ tấm lòng của chị nơi Chúa. Chị không phạm tội, không nói dối, không ăn cắp, không làm gì hết. Để chị giữ cái vé lên thiên đàng của chị. Chị đã có vé rồi, chị ráng giữ cái vé đó. Cho nên mình nghe mình cũng buồn lắm. Tại vì chị nghĩ chị ở nhà như vậy, không tiếp xúc, không đi nhóm, không... mình không biết đời sống cầu nguyện đọc kinh thánh chị như thế nào. Chị nói chị giữ cái vé thì mình không biết, mình không biết là một ngày, một tháng, một năm trôi qua, nhiều năm trôi qua thì cái vé mà chị nói đó có được giữ hay không. Cho nên mình cũng rất là buồn khi nhớ đến gia đình này và rất là thương. Cầu nguyện xin Chúa làm ơn cho người, làm ơn cho con Chúa ơi. Cầu nguyện để Chúa làm cách nào đó để đưa gia đình chị trở về nhà Chúa, hầu việc Chúa. Mà đúng là ở dưới Florida đó ít nhà thờ lắm, mà cũng nhiều sự bất phạm rồi thành kiến rồi đủ thứ hết. Tại vì gia đình chỉ đi ra ngoài bắt đầu ta nhìn vô ta nói ồ hồi xưa này cái nọ đó, chị mặc cảm lắm. Cho nên là cầu nguyện sao Chú bứng cả gia đình này đi chỗ khác mà được đưa về đây thì càng tốt. Nên mình ước muốn vậy thôi. Và xin Chúa làm cách nào đó, mình không biết. Chúa làm thì dễ lắm. Cho nên là mình cũng nhắc tới gia đình chỉ để phòng cầu nguyện nhớ gia đình của mục sư Lê Vi, xin Chúa khôi phục lại chức vụ của anh chị. Và nếu mà như vậy hoài thì Diễm không biết cái đời sống chỉ và ảnh hưởng các con nữa, nó cũng không còn đi nhà thờ, không còn nhớ tới Chúa là ai hết. Mình thấy mình thương quá thì xin Chúa làm ơn cách nào đó để vực gia đình anh chỉ dậy để hầu việc Chúa. Tại vì á, Diễm biết chắc rằng trong nhà Chúa mà có một gia đình hầu việc Chúa như vậy á, tốt lắm. Họ hầu việc Chúa không có sợ tốn kém, không nề hà công việc, rất là tốt, sẵn sàng cho công việc Chúa. Mà bây giờ họ không còn có cơ hội để hầu việc Chúa nữa, họ cũng không có liên hệ với ai. Cho nên đó là những gì Diễm muốn nói ra để bày tỏ lòng biết ơn của gia đình Diễm đối với gia đình chị, đối với Chúa, những gì Chúa dùng ảnh chỉ để giúp đỡ gia đình mình. Và ngày hôm nay tâm linh của họ đã tuột dốc rồi. Cho nên nhớ đến cầu nguyện để Chúa gom nhóm lại. Trước khi ngày Chúa trở lại thì xin Chúa đem gia đình ảnh chỉ trở lại hầu của Chúa. Amen. Trong phần này, Diễm đang nhắc lại câu chuyện của ông bà mục sư Dương Lê Vi. Dương Lê Vi cũng đã từng học ở UUC. Ông học 10 năm lận quý vị, học 10 năm mà tốt nghiệp được cái cử nhân thôi. Rồi hầu Chúa ở trong cái giáo hội trưởng lão ở thành phố Pinellas Park, gần với lại thành phố Tampa. Đó, thì đó là câu chuyện mà chúng ta sáng nay chúng ta có cầu nguyện cho bà Kim Cúc, của vợ của cố mục sư Trần Quang Hồ. Câu chuyện nó cũng gần như tương tự như vậy. Nhưng mà hồi nãy thì ông có kể câu chuyện là ông mục sư Dương Lê Vi, ông thật sự là ông bị hại bởi vì ông hoạt động trong vấn đề chánh trị mà còn lo cho hội thánh nữa. Cho nên được bị nghi đó là ở trong cộng đồng những cái người mà cài vô từ bên Việt Nam đó, hại ông để đánh bại ông luôn, cho ông xuống luôn.
cho nên nó mất cả chức vụ lẫn mất luôn cả trong cái cộng đồng luôn. Bây giờ đuổi thủi lang thang ở đâu mình không biết, cho nên mình nhớ đến ông mà cầu nguyện. Một người nữa mà mình nhớ đến, mình cầu nguyện nữa đó, thì mình cầu nguyện cho anh Tuấn Đoàn. Sáng nay thì trong sự cầu nguyện thì có nhắc đến vợ chồng của anh, thì Chúa có nhắc đến cầu nguyện cho vợ của anh nữa, bởi vì Chúa nhắc tôi nhớ đến câu chuyện của Phi-lát có người vợ. Thì trong cái ngày mà Chúa đêm mà Chúa Giêsu bị nộp đó, thì bà có nằm một giấc mơ. Bà nằm biết mơ, không biết trong giấc mơ đó bà thấy điều gì, nhưng mà bà nói với Phi-lát rằng bà đau khổ ở trong cái giấc mơ đó, bà đau đớn vì cái người mà Phi-lát sắp xử đó là Chúa Giêsu. Cho nên cũng vì cái câu chuyện đó đó, vì cái giấc mơ của cái người vợ Phi-lát mà bà không hề biết Chúa là ai, chưa có tin Chúa nữa, thì ông Phi-lát ổng đã có cái động thái đó là ổng cũng muốn tha cho Chúa Giêsu nữa. Cho nên mình có một cái hy vọng là khi mình cầu nguyện cho vợ anh Tấn Đoàn là một cái người mà chưa có tin Chúa, thì mình cầu nguyện đi để mà chị cũng sẽ được gặp gỡ Chúa, biết Chúa, và có thể qua cái việc đó mà Chúa cũng sẽ đưa anh trở lại với Chúa. Bởi vì anh cũng là một cơ đốc nhân cách đây cũng vài chục năm trước, cho nên chúng ta cầu nguyện giờ này cho gia đình của mục sư Dương Lê Vi, rồi cầu nguyện cho bà mục sư Kim Cúc, rồi những cầu nguyện cho anh Tấn Đoàn, là những người mà đã tin Chúa và có những ảnh hưởng nhất định ở trong hội thánh và cộng đồng người Việt chúng ta đó. Thì chúng ta cầu nguyện, và đặc biệt là cho bà mục sư Anna Phạm, chị dậu đó mà tôi giới thiệu quý vị đó, xin Chúa thăm viếng chị trở lại và cho chị có đời sống tin kính trở lại. Vâng, bây giờ chúng ta cùng hiệp một với Hồng Diễm đổ lòng ra cầu nguyện cho những người này. Amen. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con có cơ hội buổi sáng hôm nay để chúng con quây quần với nhau trong phòng cầu nguyện này, để chúng con bày tỏ tấm lòng của chúng con, biết ơn của Chúa, và bày tỏ tấm lòng của chúng con về sự trông cậy của Chúa trên mỗi nan đề, mỗi cái khó khăn, mọi cái vấn đề của chúng con, Chúa ơi. Bởi vì chúng con biết rằng ngoài Chúa ra, chúng con không có một cái sự trả lời nào có thể giải quyết được những cái điều mà chúng con nói ra buổi sáng hôm nay cho từng gia đình, cho từng hội thánh, cho từng cá nhân, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh Chúa trong phòng cầu nguyện này. Xin làm tươi mới lòng chúng con. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện để những lời cầu thay của chúng con đẹp lòng Chúa. Và Chúa mau mau trả lời để chúng con được khích lệ và thêm đức tin hơn trong sự kêu cầu Chúa, trong sự tìm kiếm Chúa của chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Sáng hôm nay chúng con dâng gia đình của ông bà mục sư Lê Vi Dương và cô Anna Phạm lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa ơi, chúng con biết được gia đình này qua sự hầu việc Chúa của họ, qua cái tâm tình, qua cái sự hy sinh cho công việc nhà Chúa không nề hà, Chúa ơi. Nhưng mà bởi vì những cái vấp phạm, những cái thành kiến, những cái đổ vỡ trong gia đình cũng như mối quan hệ trong hội thánh, trong cộng đồng, thì ngày hôm nay họ đã xa rời chức vụ và cũng xa rời nhà Chúa rồi, Chúa ơi. Buổi sáng nay chúng con dâng gia đình anh chị lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa ơi, những người này là những người đã làm ơn cho gia đình chúng con, nhưng mà giờ này họ đã không còn liên hệ với hội thánh của Chúa nữa. Và chúng con cũng không có chắc lắm về mối liên hệ của họ với Chúa. Chúa ơi, Phải xin Chúa Chúa ơi. thương xót cho những Amen. Người thương xót chúng con. Làm ơn cho những người làm ơn chúng con. Bởi vì Chúa ơi, Chúa cũng nói rằng Chúa thương xót cho những người có lòng thương xót, và hay làm ơn cho những người có lòng làm ơn, Chúa ơi. Vì vậy buổi sáng nay chúng con dâng gia đình anh chị và các cháu lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Chúa ơi, để Chúa có cách Ngài xoay chuyển và Ngài làm cho lòng anh chị, Chúa ơi, mở ra một lần nữa để thấy rằng mình phải hầu việc Chúa. Đó là cái sự kêu gọi của Chúa không bao giờ dứt trên một đời sống con người, Chúa ơi. Sự sức giàu có thể ngưng, nhưng mà sự kêu gọi thì không bao giờ. Vì vậy chúng con xin Chúa buổi sáng hôm nay, Chúa làm một điều gì đó cho gia đình này, để Chúa ơi, những ngày sắp tới này chúng con nghe được tin tức tốt lành từ Amen. Florida, từ Phải gia Chúa. Đình của ông bà mục sư. Để Chúa ơi, chúng con thấy rằng Chúa có nghe lời cầu xin của chúng con. Chúa ơi, hội thánh Chúa cần những tấm lòng như vậy lắm. Họ hầu Amen. việc Cảm ơn Chúa Chúa. Phải một Chúa. cách, Chúa ơi, không có tiếc gì những cái gì mình có, sức lực, tiền bạc. Chúa ơi,
chúng con cần những người này trong hội thánh của Chúa lắm. Amen. Chúa có thể Amen. tái dựng hội thánh Chúa tại Florida, tại Tampa, hoặc là Chúa có thể đưa họ đi nơi nào đó để tránh xa hết những cái sự mặc cảm, bất phạm và thành kiến ở cái vùng đó, Amen. để Chúa Đúng xây dựng một hội thánh mới có những con người mới này ở trong nhà của Chúa. Sáng nay chúng con dâng gia đình của anh chị, tất cả con cái và con cháu chị trong bàn tay yêu thương của Chúa. Sáng nay chúng con có nghe lời của chị qua cái tin nhắn trên điện thoại, lòng chúng con cảm động vì chúng con biết rằng người chị em chúng con vẫn còn trông cậy Chúa rất là nhiều, nhưng mà chị không có cái cách nào để thoát ra được những cái gì đang vây bủa đến gia đình này. Buổi sáng nay trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con bẻ hết những cái xiềng xích, những cái ách, những cái sự thành kiến nào đang vây phạm lấy gia đình này, thì trong danh Chúa Jesus Christ nó phải bị bẻ gãy ngay giờ này, để gia đình chị bước ra và tự do để hầu việc Chúa trở lại. Chúa ơi, chúng con biết những lời cầu nguyện chúng con đẹp lòng Chúa, bởi vì chúng con mang lấy gánh nặng cho nhau, chúng con cầu thay cho các thánh đồ, và chúng con sẽ thường thường, Chúa ơi, dâng gia đình này cùng lời tạ ơn những gì Ngài đã làm cho gia đình này trong những năm tháng vừa qua, thì xin Chúa Ngài nhớ đến ơn này và Ngài tiếp tục làm. Chúa ơi, đừng để họ qua đi, đừng để họ bị trôi mất ở giữa thế gian này. Và Chúa ơi, xin Chúa dạy dỗ gia Amen. đình này, bởi Amen. vì họ cũng một thời hầu việc Chúa rất là có kết quả, nhưng mà bởi vì Chúa ơi, còn nhiều lý do mà hội thánh không còn ở trên mảnh đất này nữa. Chúa ơi, nhưng mà chúng con biết rằng Thánh Linh Chúa vẫn còn hiện diện trên đất này, trên hội thánh của Chúa. Vì vậy xin Chúa Ngài làm đi Chúa. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Và chúng con cũng cầu nguyện cho các hội thánh lân cận ở trong vùng chúng con, Phải chưa? và có những tiểu bang cũng chưa có hội thánh của Chúa nữa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để cái mạng lưới hội thánh của Chúa từ tư gia cho đến những nhà thờ của người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam của chúng con có mặt trên khắp 50 tiểu bang của đất Mỹ, Chúa ơi, để nhiều người Việt Nam được nghe tin lành. Chúng con biết rằng ở ngoài kia còn nhiều cuộc đời khổ lắm, khó khăn, khổ nạn lắm, Chúa ơi. Họ không có biết cái đường nào để đi, họ chỉ đi vô những cái chùa để đi tìm phước. Nhưng mà Chúa ơi, họ không thấy phước và họ quay trở về lòng chán nản, và họ không có biết nơi nào để họ đi. Và có một số họ bị ma quỷ đời này, chúa của đời này che mắt, làm mờ mắt và làm lòng họ cứng lại rồi, Chúa ơi. Thì chúng con biết rằng chỉ có tình yêu của Chúa, sự thương xót và quyền năng của Chúa có thể phá vỡ những cái điều này để đem người đồng hương chúng con trở lại với Chúa. Vì vậy chúng con cầu nguyện cho hội thánh Chúa mạnh mẽ, có những nhân sự mạnh mẽ, có những nòng cốt mạnh mẽ, Chúa ơi, biết thông cảm, biết thương xót và biết quan tâm đến những linh hồn đồng bào này, để Chúa sử dụng chúng con, hội thánh của Chúa, đem những người này đến trong nhà của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì những gì Ngài đã làm trên đài thánh vườn nho Amen. trong suốt 5 năm qua. Chúng con cầu xin Chúa tiếp tục làm, Chúa ơi. Chúng con mới chỉ thấy một cụm mây nho nhỏ thôi, chúng con muốn được hưởng một cơn mưa rào, một cơn mưa mùa xuân, một cơn mưa cuối mùa ở trên xứ sở này, Chúa ơi, để chúng con tiếp tục bám lấy Chúa, bám lấy Ngài, để chúng con được thấy sự trả lời của Chúa. Amen. Vì Cảm ơn nói Chúa. rằng chúng con tìm kiếm Chúa bao lâu thì chúng con sẽ gặp gỡ được Chúa bấy lâu. Vì vậy xin Chúa cho chúng con kêu cầu Chúa, trông đợi Chúa với lòng trung tín và bền đổ, thì chúng con biết chắc rằng Chúa sẽ nghe nghe lời cầu xin của chúng con, thấy tấm lòng của chúng con. Ngài làm, Chúa ơi, Ngài làm thêm nữa đi, Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con đứng vững ở trong đức tin của mình, trong lời của Chúa, để chúng con đóng cọc cho chắc, giăng dây cho dài, để Ngài mở rộng bờ cõi của Chúa trên thành phố Glendale, trên tiểu bang Arizona của chúng con, để những ngày sắp tới này những sự thăm viếng Chúa lan đều đến các hội thánh. Xin Chúa thăm viếng các hội thánh ở trong vùng Arizona. Chúng con không muốn thấy tình trạng ngủ mê, tình trạng vô tâm, tình trạng dửng dưng với công việc Chúa, dửng Phải dưng với chưa? linh hồn nào nữa, Chúa ơi. Chúa ơi, xin Chúa thương xót, và chúng con sẽ cầu nguyện cho đến khi nào chúng con thấy được Ngài mở một con đường nơi đồng vắng, Chúa ơi. Ngài cho sông trổ ra trên đỉnh núi trời, Chúa ơi. Amen. Ngài cho hoa Amen. hường mọc lên nơi sa mạc này đi, Chúa ơi. Xin Chúa làm ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con đi tới đâu thì cái mạch nó trở nên sống, Chúa ơi, và nơi đó có trở nên kết quả cho Chúa.
Ngài sử dụng chúng con, những người có tấm lòng, và qua những cái điều mà Chúa làm trên hội thánh Vườn Nho thì Chúa cũng làm trên các hội thánh ở vùng lân cận của chúng con nữa, Chúa ơi, để ai nấy được vui mừng, lòng được thơ thái và nhìn thấy rằng thật Chúa không bỏ qua một hội thánh nào hết, miễn là nơi đó còn tìm cầu Chúa, nơi đó còn trông cậy Chúa, nơi đó còn làm sứ mạng của Chúa. Chúa ơi, những ngày vừa qua chúng con thấy có sự hiệp một trong các hội thánh nhưng mà vẫn chưa có chặt chẽ, chưa có đồng đều, chưa có mạnh mẽ lắm, Chúa ơi. Vì vậy xin Chúa tiếp tục làm và làm ơn để những ngày sắp tới này chúng con nắm tay với nhau lại và chung vai với nhau để xây dựng công việc Chúa tại xứ sở này, nơi mà Ngài đưa chúng con đến, thì xin Chúa cho chúng con có kết quả cho nhà Chúa hơn trong những ngày sắp tới này. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện Nhân nhân danh danh Đức Chúa Chúa Giêsu Giêsu Christ. Christ. Amen. Cảm ơn lời cầu nguyện của cô Hồng Diễm rất là nhiều cho những người mà chúng ta cưu mang sáng hôm nay, không phải vô cớ Chúa đặt để những gánh nặng đó cho chúng ta để chúng ta cầu thai đâu quý vị. Mong thấy những người này sẽ trở lại ở trong đời sống thờ phượng hội Chúa. Tối hôm qua thì Tuyết Hương cũng có nhắn cái thông tin, cái sự cảm nhận về cái mùa Giáng sinh năm nay cũng rất là khích lệ và cảm động lòng chúng ta. Tuyết Hương có muốn nói lại điều đó sáng hôm nay trong vòng canh để được cầu thai không Tuyết Hương ơi? Dạ, Hương chào mục sư, Chào chào Hương. cô, chào bà nội, Dạ. chào tất cả mọi người trong phòng canh. Amen. Cảm ơn Chúa là trong như những gì mà Hương chia sẻ với phòng canh hồi sáng hôm qua, với lại hồi hôm trong group của Vườn Nho, Dạ. là rất là cảm ơn Chúa rất là nhiều qua ân điển và sự thương xót của Chúa dành cho đời sống của Hương. Amen. Rất là nhiều năm, nhiều năm lắm, từ khi mà Hương có con, rồi con Hương nó bị bệnh, nó bị nằm liệt giường, và đến khi Chúa cất đi, và qua cái mối hôn nhân của Hương với anh Quân, cho dù hồi trước kia vẫn đầy một cái gia đình, nhưng mà somehow cái lòng Hương không có nhận được cái sự bình an vui thỏa trọn vẹn như là trong năm nay mà Chúa đã ban cho Hương một cách rất là trọn vẹn, Amen. thỏa lòng và nhận thấy được sự bình an an lành của một mùa Giáng sinh mà Hương Hương nhận được trong năm nay. Cảm ơn Chúa là qua mỗi thời gian, qua mỗi cái chặng đường trong cuộc sống đó, thì Chúa dẫn dắt từng người và từng từng một câu chuyện để mà Hương trải nghiệm được. Hương cũng không có muốn nhắc lại những cái chuyện của quá khứ, thì nhưng mà có những cái quá khứ thì mới có những cái ngày hôm nay để Hương biết tạ ơn Chúa hơn những cái Amen. gì mà Chúa ban cho mình khi mình được làm con của Chúa. Amen. Thì Hương biết là ở đây ai cũng biết về câu chuyện của Hương, có một gia đình, có con bị bệnh, rồi anh Quân cũng không có phải là một người chồng mà mang cho Hương, quê Hương cũng có những cái chuyện mà từ bấy lâu, từ lúc mà bắt đầu ở với nhau cho tới 17 năm khi mà hai đứa chia tay, thì nó cũng có rất là nhiều cái chuyện không có hay trong quá khứ. Chỉ có tình yêu của Chúa mới là tình yêu vĩnh cửu và tình yêu trọn vẹn nhất thôi, chứ Hương không có thể nhìn một con người mà mình cảm thấy là mình được gần gũi, mình được yêu thương nhất, đó là đầy đủ. Thì cảm ơn Chúa đã cho Hương nhận thấy cái điều này rõ ràng và cho Hương một cái đời sống mới riêng một mình. Thì tuy là một mình nhưng mà Hương biết là Chúa có ở cùng với Hương, bởi vì trong những năm gần đây Hương khao khát và Hương tìm kiếm Chúa một cách rất là hết lòng, và Hương không không muốn buông tay khỏi Chúa, và Hương luôn gìn giữ những cái gì mà Chúa phát trong lòng của Hương và Chúa nhắc nhở với Hương. Thì Hương bám chặt lên lời hứa đó của Chúa. Thì Hương cảm ơn Chúa là năm nay, sau 2 năm, rất là lâu, khoảng chừng 3 năm, 2 năm, thì Hương không có gần gũi với lại anh chị em, gần gũi với Hội Thánh Chúa. Nhưng mà sau khi mà được Chúa nhắc nhở
thì Hương cũng tìm đến với Hội Thánh Vườn Nho. Đó là nơi đầu tiên mà Hương suy nghĩ và Hương bước chân tới. Thì Hương có nhắn tin chị Diễm, nhắn tin mục sư Đông. Và Amen. Hương ở đây mặc dầu rất là nhiều, chung quanh thì rất là nhiều Hội Thánh Việt Nam. Và Hương cũng đã từng sinh sống ở đây lâu thì Hương rất là quen biết rất là nhiều người. Nhưng mà cái nơi mà Chúa muốn dẫn Hương đến là Hương đến Hội Thánh Vườn Nho. Tuy là đi xa, mỗi khi lên đến hội thánh nhóm thì cũng mất 40-50 phút, nhưng mà cái đó không phải là cái thời gian hay là cái sự suy nghĩ của Hương, nhưng mà Hương chỉ thấy Hương đến được một nơi mà Hương cảm nhận được cái một cái gọi là một cái mái ấm, một cái nơi mà ôm cùng nhau mà ôm ấp nắm tay Hương để mà dịu dắt Hương bước đi tiếp trên con đường mới này, trong một cái quãng đường mà Hương đã từng vấp ngã và Hương muốn đứng dậy để mà Hương bước đi tiếp, chứ Hương không có muốn Amen. bỏ cuộc. Và Hương biết là Hương đi một mình và Hương sẽ không làm nổi, cho nên Hương mới Chúa nhắc nhở và dìu dắt Hương đến với Hội Thánh Vườn Nho. Thì cảm Amen. ơn Chúa qua tấm lòng ông mở của Mục sư Đông với chị Diễm và các anh chị em, trong đó không có bao nhiêu người đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà mỗi người đều là một cái tình yêu chân thật ở trong, không có cho Hương thấy một cái rào cản, một cái ánh mắt, một cái lời nói nào mà cho Hương, nói chung là chỉ là cho Hương cái tình yêu ấm áp thật sự của một người, của những người mà Hương cảm thấy dễ gần gũi và mình mạnh mẽ hơn, giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Cảm ơn Chúa đã Hội Thánh đã đón nhận Hương và yêu thương Hương chân thật. Amen. Và về cũng những ngày trong khi đó thì cũng Hương cũng nhắc lại cái lời của một sư Đạm đã từng nói về cô Ánh Tuyết trong cái đêm lễ Giáng sinh vừa rồi ở Hội Thánh Phục Hưng. Thì Mục sư Đạm một lúc mà ông buồn tẻ và ông cũng không có biết làm gì thì ông đến ngồi ở chỗ trước Hội Thánh. Thì ông nói lúc đó cô giáo sư Ánh Tuyết đến ngồi kế bên ông và an ủi khích lệ. Thì qua những cái chi tiết đó thì ông có tâm sự lại với trước một buổi lễ rất là cảm động, và trong cái điều này Hương cũng nhận được cái điều này ở trong Hương từ cô Ánh Tuyết, là trong cái thời gian mà Hương đang có những cái chuyện rối ren của cuộc sống của mình, những cái quá khứ vấp ngã của mình, thì trong lúc đó Hương cũng có từng nghe anh Quân cũng có nói với Hương, mặc dù anh Quân đã dọn đi rồi không ở chung với Hương nữa, nhưng mà qua cái sự liên lạc của Mục sư Đông, Mục sư Lê Vi, thì nói là có nhắn lại có nói với anh Quân là cô Ánh Tuyết biết cái hoàn cảnh của Hương trong lúc đó. Cô nói kêu Hương đi qua bên tiểu bang của cô, sống bên cô, rồi cô sẽ giúp đỡ Hương, sẽ đi hội thánh đi nhau với cô. Thì trong cái lúc đó Hương không có mặt mũi và Hương cũng không có đủ tự tin để liên lạc với Hải. Và Hương có nghe được cái điều này, Hương rất là cảm ơn cô Ánh Tuyết đã nhớ Hương và cũng như Mục sư Đông luôn đồng hành và nhìn thấy những điều của Hương, và Mục sư Đông đã giúp Hương để cho Hương không có cảm thấy ngại ngùng để đến với Hội Thánh. Thì trong lúc đó Hương không có muốn liên lạc với ai và Hương cũng không có muốn tiếp chuyện với ai. Thì Hương có nghe anh Quân nhắc Hương về cô Ánh Tuyết điều này thôi, tại anh biết trong lòng Hương có thể là Hương muốn đi nơi khác, Hương không có muốn đối diện những cái quá khứ, những cái rối ren ở tiểu bang này nữa. Nhưng mà cuối cùng ngày qua ngày thì Hương không có đi, Hương chỉ trốn hết mọi người, và cái đó là cái điểm yếu mà Hương có thể dùng cuối cùng, là mình trốn, mình không có muốn liên lạc với ai, mình không có muốn gần gũi với Hội Thánh Chúa với ai hết, chỉ một mình thôi. Thì cái sự cô đơn buồn tẻ nó lại tăng dần hơn khi mà mình một mình
lòng thì nói là mình không có xa cách Chúa, mình cũng cầu nguyện, mình cũng nghe lời Chúa bài giảng trong các YouTube hay là trong TV, nhưng mà dẫu sao đi nữa vẫn không đủ, vẫn không phải là như vậy, bởi vì trong lòng mình không có thật sự tìm kiếm Chúa và không có Chúa, cho nên cho dù có nghe bao nhiêu đi nữa, cũng như người ta nói giống như là nước đổ lá muôn gì đó, lòng mình không có cảm nhận được cái sự bình an thật sự, chỉ là mình trốn tránh và mình ngụy biện cho mình thôi. Thì cuối cùng qua những cái thời gian đó thì Hương giữ được cái tâm tình của cô dành cho Hương, và Hương cũng vẫn chưa có muốn gọi cô hay là kết nối với cô, cho đến khi Hương đến với vườn nho một thời gian rồi thì Hương cũng sau một buổi ăn, Hương còn nhớ là ra đứng ở ngoài trước cửa nhà hàng, hồi lúc đó có Hương, chị Diễm, Quỳnh Hoa, Huệ, Thúy Vi, và Hương cũng có nhắc là thời gian này Hương thấy Hương ok hơn nhiều rồi, hơn lúc trước nhiều rồi, thì không biết là mọi người vẫn quan tâm cho Hương thì Hương mới nói thêm cái lời đó. Thì Hương mới hỏi chị Diễm với lại mấy chị em, thì Hương nghe là cô Ánh Tuyết cũng có tìm Hương như vậy đó, muốn giúp đỡ Hương, muốn khích lệ Hương thêm Hương có nên gọi cô hay không trong lúc này, tại vì Hương sợ là Hương sẽ nhắc lại những cái chuyện cũ, chuyện quá khứ, thì Hương sẽ bị lôi cuốn theo và cuốn mình đi cái niềm, cái nỗi buồn nỗi nhớ nữa. Thì Hương nhớ lúc đó chị Diễm có nói với Hương một câu là em nên gọi cô đi để cho cô tư vấn cho em, cô biết cách để tư vấn cho em, để cho em mạnh mẽ hơn. Thì Hương mới xin số điện thoại, chị Diễm cho số điện thoại của cô Anh Tuyết, và Hương cũng không gọi, Hương nói vậy thôi chứ Hương cũng không gọi. Mãi cho tới 1 tháng 2 tháng sau, tới một lúc đó Chúa cảm động Hương thì Hương mới nhắn tin cho cô trước khi Hương gọi. Và trong lúc đó thì cô Anh Tuyết đi vacation, như cô nói cái thời gian thì không biết là khoảng chừng 2 tuần nữa, nếu mà có cần nói chuyện với cô thì Hương sẽ liên lạc với cô tiếp. Thì trong 2 tuần đó mình thấy Chúa cũng cho Hương muốn gọi cô nhưng mà cô đang bận, thôi thì mình cứ giữ lòng bình yên và mình patient để mà chờ có dịp nói chuyện với cô để cô tư vấn mình cho cuộc sống mới của mình, tại vì trong lúc đó thì Hương cũng khó mà liên lạc hoặc là trò chuyện với ai về phái nam, và không có cần thiết để nói là những cái điều gì. Thì cái điều tốt nhất là được cô khi mà liên lạc với cô Ánh Tuyết rồi thì được cô chăm sóc Hương qua lời Chúa, được cô nâng đỡ Hương từng ngày một trong suốt 1 năm dài, và tinh thần Hương lại khỏe hơn, tinh thần Hương lại mạnh mẽ và được Chúa cất đi rất là nhiều những cái quá khứ mà Hương không có process through được trong thời gian đó, những cái mặc cảm, những cái yếu đuối, những cái buồn tẻ cô đơn, mọi thứ trong cuộc sống mà dường như là mình tưởng tượng như là mình muốn chỉ không muốn còn sống trên đời này nữa, tại vì lúc thời gian đó cứ nghĩ lại là mình không có còn ai, mình không có chồng, mình cũng không có con cái nào bên cạnh hết đó. Bây giờ là cái thời điểm mà mình có chết đi nữa cũng là đáng thôi, tại bao nhiêu năm mình đã cơ cực với con của mình, và mình trong mối hôn nhân mình cũng không có được tốt đẹp nữa, thì bây giờ chỉ là muốn chết thôi chứ không có muốn sống làm gì nữa. Mình thấy mình không có còn cái gì, không có một cái hy vọng nữa. Cảm ơn Chúa sau khi được cô giúp đỡ, được cô gần gũi chăm sóc Hương về tình yêu của Chúa, thì mỗi ngày Hương lại thấy mình tự tin hơn, mình vững vàng hơn, và cho đến ngày hôm nay thì cái lời mà chia sẻ của mục sư Đạm tối hôm đó là cũng nhắc nhở Hương lại cái điều mà Hương đã gặp gặp Chúa, gặp cô và gặp Chúa và gặp Hội Thánh Chúa là thịnh Amen. vượng, và mãi cho tới bây giờ thì mỗi tuần mặc dù lòng Hương không có phải là cái người biết hát hay biết gì,
nhưng mà rất là nhút nhát trong khi nói chuyện. Hay là hồi trước kia cũng vậy, Hương cũng từng nói vui với hội thánh hay là mấy anh chị em, là mỗi khi mà nhắc đến tên Hương là Hương run rồi, tại vì Hương bình thường Hương viết chữ, Hương có thể Hương viết nhiều, Hương nói đúng nói hay lắm, nhưng mà khi mà gọi tên Hương mà nói chuyện, khi mà chỗ nào mà hai ba người trở lên Hương không biết nói gì, bối rối lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, thì hội thánh Chúa, mục sư Đông và mọi người cũng cho Hương có cơ hội để Hương dạn dĩ và mạnh mẽ hơn trong lúc này. Và cái điều vui nữa là hôm bữa 2 ngày trước là đi nhóm ở bên hội thánh Phục Hưng, thì một cô chị em bạn, thì sau thời gian mà vắng mặt nhau chừng 5 6 năm nay, sau những cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống của Hương, và lúc lúc đó nhà của cô cũng cũng bị tan vỡ nữa, thì cái cặp vợ chồng này cũng cỡ tương đương tuổi của tụi Hương thôi, lại thì Hương cũng có share với mọi người rồi, cũng không phải ai là xa lạ, là anh Quốc với lại Ái. Thì sau khi 5 6 năm gặp lại Hương, thì Ái Ái là bạn thân của Ngọc và có những cái tính tình giống như Ngọc, cô Ngọc vợ của anh Hoàng Điền vậy đó, cô cũng là bác sĩ. Thì thấy Hương mà Ái vui mừng lắm, thì lúc mới vô thì gặp thì tay bắt mặt mừng rồi chào hỏi nhau thôi, cũng nhớ nhau, cho tới khi mà lên hát tam ca với Quỳnh Hoa với Kim Huệ xuống. Rồi sau khi mà giảng xong rồi á, chương trình xong rồi đó, thì Ái chạy đến chỗ Hương, chứ không phải mà đi gặp nữa, mà Ái cố tình chạy đến chỗ Hương và Ái nói với Hương là cảm ơn Chúa là Ái thấy Hương với một cái con người mới. Khi mà Hương bước lên sân khấu, ai thấy Hương là một cái con người mới thật sự mà được Chúa chữa lành. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Qua ánh mắt, qua niềm vui, qua cái sự tươi cười của Hương, một người Hương hoàn toàn được Chúa chữa lành. Ai thấy ai vui cho Hương điều này, tại vì ai biết Hương nhiều năm đó cái cuộc sống của Hương với con với chồng của Hương như thế nào, ai thấy ai biết. Cho nên ai vui lắm khi thấy Hương vậy, thì Hương cũng share lại với ai là sau những cái chuyện rối beng của cuộc sống, và dường như hoàn toàn nhất là 1 năm nay Hương mỗi ngày Hương lại thấy cái sự bình an, cái sự tươi mới hơn trong trong một người mới của Hương. Là Hương tâm sự lại với người chị em như vậy. Mà sáng hôm qua khi mà vô vọng canh, thì lúc đó chị Mai Trinh cầu nguyện cho những người nữ, thì lúc đó chị Mai Trinh có nhắc tới cái sự gắn bó yêu thương của Hội Thánh Vườn Nho của mấy chị em. Amen. Mà chị Trinh thì ở vùng ở trên đó thì xa vắng, không có gặp được nhiều người Việt, hay là cũng không có những bạn bè trong Chúa giống như hội thánh của mình, mà đến với nhau bằng lòng với lòng. Những cái trải nghiệm, những cái cuộc sống của Hương giống như trong thời gian này, Hương thân thương, Hương gần gũi, là từng cái chuyện gì cũng gọi, cũng nhắn với Quỳnh Hoa với Huệ, tại vì ba chị em thì cũng tương đương cỡ tuổi với nhau, và cũng có những cái câu chuyện nó cũng giống giống nhau, cho nên Chúa cũng đặt để là ba ba cái hờ này đó ngồi nói chuyện với nhau, thì kể hết niềm vui nỗi buồn, cái chia sẻ nhau bất cứ cái gì gần gũi hơn, thì cái đó là cái động lực mà mình được giống như trong cái món ăn của mình mà nó được đầy đủ chất vị hơn. Hương cảm ơn Chúa, Hương biết ơn Chúa, và Chúa đã đặt để cho Hương trong một cái hoàn cảnh dường như là Hương không thể nào Hương vượt qua được, Hương bước qua được, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã cho Hương còn hiện diện ở trên đất ở ngày hôm nay, và qua những cái giúp đỡ, những cái cứu mang, những lời cầu thay của các mục sư, cô giáo sư Anh Tuyết và các chị em và các hội thánh để dành cho Hương. 1 năm nay Hương gặp thấy sự ấm áp, an lành, trọn vẹn. Tối hôm qua sau khi đi thông công về, Hương cái những cái lời yêu thương hay những cái tâm tình của Hương thì mọi người cũng đã nghe nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi khi Hương Hương thấy được cái điều đó, Hương cảm nhận điều đó, là Hương Hương phải muốn nói ra, bởi vì
Bởi vì cái lòng của Hương chân thật, biết ơn Chúa và biết ơn mọi người dành cho Hương. Cảm ơn Chúa và Hương sẽ hết những lời chia sẻ của Hương với bọn cảnh sát hôm nay. Vâng, cảm ơn Tuyết Hương đã chia sẻ tâm tình của Tuyết Hương và lòng biết ơn Chúa, lòng quý mến sự thông công mà Chúa đã ban cho Hương. Xin Chúa ban phước cho Hương ở trong cái sự thông công và tiếp tục bước đi với Chúa. Trước khi mà cô giáo sư Tuyết, chúng ta mời cô cầu nguyện cho cái mối thông công này trong hội thánh và cho hội thánh tiếp tục vươn tới trong năm 2023 này. Thì Kim Huệ có điều gì muốn tâm tình chia sẻ không? Hôm qua Kim Huệ cũng có cảm nhận, cũng cảm động lắm á. Kim Huệ đi thông công với anh chị em, với lại diễn giả mà chúng ta mời đến Hội Thánh Vườn Nho trong Chủ nhật vừa rồi. Thì Kim Huệ có cảm nhận là năm nay thật là vui hơn nhiều năm mà Kim Huệ đã từng dự Giáng sinh. Thì Kim Huệ có những cái cảm nhận gì để mà cùng chia sẻ với vọng canh, để chúng ta sẽ cầu thay cho Kim Huệ nhiều hơn. Kim Huệ có điều gì muốn chia sẻ không? À, dạ cũng có vài điều em muốn nói là cảm ơn Chúa, là thật sự cũng năm nay cũng thấy là Chúa có làm việc và cái sự chữa lành Chúa đã ban cho mấy chị em ở trong hội thánh, Amen. giống như cái trong cái group ba hờ đó là Quỳnh Hoa, Huệ, Tuyết Hương. Ba chị em người nào cũng có một cái câu chuyện, tuy nó không có exactly the same nhưng mà nó cũng có similar, cũng từng đổ vỡ, cũng từng có một cái gia đình hạnh phúc, rồi đổ vỡ, rất là đáng tiếc. Quỳnh Hoa thì cho cái excuse là chồng là Catholic đi, nhưng mà còn Huệ với Tuyết Hương á là chính trong cái hội thánh của mình, cũng là người tin Chúa với nhau, cũng là anh em trong Chúa. Nhiều khi nghĩ thoáng qua thì mình thấy rất là một cái sự discourage, là tại vì mình nghĩ là khi mình có một người chồng trong Chúa cùng một đức tin thì khi mà Kim Huệ lấy chồng á, hồi còn trẻ đó, mình không có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ ly dị rồi, tại vì trong lúc đó mình cứ nghĩ là thôi mình có chồng thì mình muốn xây dựng một cái hôn nhân, khi mà con cái của mình lớn lên đó, thì mình sẽ cho nó một cái gia đình ấm cúng, một cái gia đình hạnh phúc, rồi mình sẽ làm bất cứ những điều gì để mà làm cho con mình nó có một cái cảm giác đó. Tại vì hồi còn nhỏ mình ở Việt Nam á thì gia đình không có tin Chúa, cho ba mẹ không có tin Chúa, rồi lớn lên á thì mình không có cảm nhận được cái tình yêu thương mà Chúa cho một gia đình mà nên có đó, cho nên là những cái cảm xúc, những cái tình cảm á thì nó không có bày tỏ được từ bên ba mẹ mình, từ bên bà con của mình. Cho nên là khi mà mình tin Chúa rồi mình cảm giác được là mình có lại có một thêm một cái sự yêu thương gắn bó, và tình yêu của Chúa nó đong đầy ha. Tuy Huệ rất là thấy là mình rất là có phước, mặc dù là ở bên Việt Nam không thể cho mình như vậy, nhưng mà qua bên Mỹ á, thì một cái gia đình người Mỹ á, Huệ đã từng sống chung á, thì họ bày tỏ được những điều đó, mình cảm giác rất là hạnh phúc và học hỏi rất là nhiều điều tốt từ bên một cái gia đình tin Chúa của người Mỹ như vậy. Rồi sau đó thì mình cũng ước ao, Huệ ước ao khi mà Huệ có chồng, Huệ có một cái gia đình thì mình cũng muốn muốn cũng muốn bắt chước họ học hỏi những cái điều tốt đó để mà mình gây dựng cái hôn nhân của mình. Nhưng mà thì đời như không là mình ước muốn, mặc dù Huệ cố gắng rất là nhiều, Huệ là một người từng rất là tình cảm, khi mà như vậy đó thì mình cũng cứ khao khát affectionate, một người rất là affection, rồi
Mình khao khát cái sự quan tâm từ bên chồng, từ bên gia đình. Nhưng mà có một cái điều đó là thì lại là một người chồng không thể thể hiện được một năm 2 năm, chứ còn phải đã sống như vậy đó, trong cái hôn nhân như vậy đó cũng rất là khá dài, rồi sau đó hả, tinh thần sụp đổ cũng cũng nhiều năm. Mà khi mà như vậy đó, giống như một một cú sốc này qua một cái cú sốc khác đó, thì giống như là mình cũng không 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 có suy nghĩ được cái bình tĩnh, rồi phải làm những cái cớ bất phạm này tới một cái cớ bất phạm khác. Nhưng mà cảm ơn Chúa, năm rồi, năm nay cũng thấy là Chúa chữa lành, Chúa từ từ Chúa cũng chữa lành, Chúa cũng hồi phục lại. Mà cảm ơn Chúa là mục sư Đông không có bỏ cuộc. Vậy phải biết mục sư Đông cũng cũng cả mười mấy năm nay. Mà cảm ơn Chúa là gia đình mục sư Đông luôn cầu thay cho Huệ, mà Huệ cũng cầu nguyện Chúa. Mình biết là mình vấp phạm đó, mình biết là mình bị sa ngã đó, mình biết là mình bị tuyệt vọng đó, mà cái lòng của Huệ lúc nào cũng nói: Chúa ơi, con biết là con yếu đuối lắm, một cái con người mà con không không có tốt trước mặt của Chúa đâu, nhưng mà xin Chúa ngài cũng đừng có buông bỏ con. Amen. Nghĩa là bất cứ trong hoàn cảnh nào, Chúa nắm chặt lấy tay con để kéo con về với Chúa. Đó là một cái sự khao khát mà luôn cả trước khi mà Huệ ly dị, Huệ cũng từng nói với Quỳnh Hoa như vậy. Lúc đó Quỳnh Hoa cũng go through sự đổ vỡ, rồi mình chỉ lúc đó mình cũng biết là sẽ có một ngày mình cũng bị như vậy. Mà Huệ nhớ một lần Huệ kể Quỳnh Hoa, nói là Quỳnh Hoa go through thì có Huệ, nhưng mà không biết lúc mà mình go through có ai không. Nhớ là nhớ nhớ Yeah. nhớ mình nói vậy. Trong những cái năm đó thì thật sự rất là cũng không có muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn gặp ai, cũng không muốn ấy, giống như là mình cũng cũng cần cái thời gian cho riêng mình. Mà cảm ơn Chúa, rồi từ bắt đầu năm rồi, khi mà trở lại nhóm Amen. với bên vườn nho, thì Chúa có sự hồi phục lại từ từ Amen. từ từ. Cảm ơn Thì Chúa. Chúa cũng đưa Tuyết Hương đến, rồi hai chị em cũng tâm sự với nhau, how to get over it, how do you get over this, how do you get over that. Thì có nhau, rồi thêm những sự cầu nguyện, chị Diễm, mục sư với mấy anh chị em Quỳnh Hoa, thì Chúa thật sự có thương xót và chữa lành tâm linh từ từ. Rồi tới ngày hôm nay, tuy nhắc lại thì vẫn còn rơi nước mắt, nhưng mà overall là Chúa thật tốt lành, và là cảm được thấy là mình cái phước, một cái phước hạnh. Sau khi cái đổ vỡ thì Chúa chữa lành và mình sống lại thấy vui tươi hơn, không không còn đau khổ giống như là mình sống trong một cái hôn nhân mà không có hạnh phúc nữa. Rồi cảm ơn Chúa là cho mấy chị em vườn nho gắn bó với nhau, thân mật với nhau để cầu thay cho nhau mỗi ngày mỗi ngày. Thì cái đó một cái sự mà ở trên thế gian không không có một cái nhóm nào có thể làm như vậy, bằng một cái tình yêu mà từ lòng tới lòng, không hề suy tính, không hề suy nghĩ một cái gì ngoài yêu thương ra. Cái đó là một cái phước và một cái sự biết ơn mà Huệ cảm biết ơn đối với gia đình yêu quý của vườn nho, từ mục sư cho tới chị Diễm, tới Quỳnh Hoa, Ân Vi, với Tuyết Hương, với cô Tuyết. Mình thấy là một hội thánh nhỏ nhưng mà rất là có nhiều vỏ. Cảm ơn Chúa điều đó nha. Đó là cái tâm tình của Huệ sáng hôm nay. Cảm ơn Đấy. Kim Huệ, cảm ơn nhiều lắm đã chia sẻ, và giờ này thì chúng ta sẽ hiệp với lại cô giáo sư Ánh Tuyết, xin mời cô cầu thay cho Kim Huệ và Tuyết Hương, cũng như là sự thành công của Hội Thánh, sự gây dựng của Hội Thánh trong năm kế tiếp, thì chúng ta sẽ có nhiều gây dựng nhiều người nữa, và trong đó có Hồng nữa ha. Hồi nãy Huệ có nhắc tới Hồng á, Hồng cũng có cái hoàn cảnh giống như hai chị em đó,
Xin Chúa cũng ban ơn cho Huệ về Vườn Hoa với Lệ Hương, cái mắt các chị em cũng đem nhiều người hoàn cảnh cũng giống như mấy chị em về đến với Chúa, gần gũi Chúa hơn ha. Dạ Hồng á, thì bây giờ Hồng đang go get through mấy cái tình cảnh của Huệ với Hương là từ mấy năm trước á, tại vì si cũng mới đây thôi, mới mới xong và cũng đang chật vật với cái cuộc sống với con cái, mà con của Hồng á thì rất là còn nhỏ, mới có 5 tuổi. Đó. Dạ đứa nhỏ là 5 tuổi, cũng thương, mà cũng cái đó là một cái sự cũng rất là đáng tiếc, đó là tại vì chồng của Hồng á cũng từ hội thánh. Rồi cuối cùng cũng cũng sa ngã, cũng get into drug, rồi cũng sống cuộc sống rất là xa hoa, rồi bây giờ đổ vỡ vậy thì rất là thương. Cho nên mỗi khi mà nghĩ tới mấy chị em phụ nữ trong Chúa, thấy cái hoàn cảnh thì mình thấy thương. Phải. Vâng, kính mời cô giáo sư Ánh Tuyết cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho các chị em, để không chỉ Chúa giải cứu các em rồi mà các em được ơn của Chúa để giúp cho những người trong cùng hoàn cảnh năm xưa trở lại với Chúa và gần gũi Chúa. Dạ, kính mời cô Ánh Tuyết ạ. Xin chúng ta hiệp lòng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, là đấng tạo dựng chúng con và cũng là đấng thấu hiểu trong những chỗ khuất lấp nhất, trong những lúc tối tăm nhất, những lúc yếu đuối nhất, chỉ có một mình Chúa duy nhất có thể thấu hiểu chúng con. Ngài còn thấu hiểu chúng con hơn là chính chúng con thấu hiểu mình. Chúng con luôn luôn biết ơn Chúa về điều này. Cảm ơn Chúa về những lời làm chứng của Tuyết Hương, của Kim Huệ chia sẻ, và những một số của Diễm, một số người khác mà con không có vào kịp để nghe, nhưng mà qua lời của Diễm, của Hương, của Huệ, làm con rất là cảm động, vì tất cả chúng con đều nhận thấy được trong cái bóng tối, trong cái khoảng tối nhất của cuộc đời, trong những khúc quanh mà chúng con tưởng như mình suy sụp, thì Chúa có ở đó, Chúa cảm thông, Chúa nâng đỡ chúng con. Ngay cả những lúc mà do chính chúng con có sự lầm lỗi, thì Chúa cũng không từ bỏ chúng con, và đây là điều mà chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Và tất cả chúng con đều là những người có tội, và tất cả chúng con đều có những khúc quanh của cuộc đời, người thì người khác biết, nhưng mà cũng có những cái khúc quanh riêng mà chỉ có chúng con biết, chính mình biết, với Chúa biết. Và Cha ơi, và điều này cho chúng con thấy rõ rằng có thể người khác có thể không hiểu, cho nên nhìn chúng con một cách sai lầm, tưởng rằng mình tốt đẹp, mình không có bị gì hết. Nhưng mà Chúa ơi, xin Chúa đừng để cho chúng con bị đánh lừa bởi những cái sự đánh giá của dư luận. Khi mọi người không biết gì hết thì mình nghĩ rằng mình tốt. Chúa thấu rõ trong những tận cùng sâu kín của chúng con, để không một ai trong chúng con mà không cần Chúa, không một ai trong chúng con mà kiêu ngạo, bởi vì chúng con biết rất rõ có những khúc quanh của cuộc đời mình, có những sự ngã dài của cuộc đời mình, những lầm lỗi trong cuộc đời của mình, để chúng con luôn luôn biết ơn Chúa, luôn luôn bám chặt lấy Chúa, để chúng con có thể đứng dậy. Chúng con cảm tạ Chúa về những lời làm chứng. Tất cả chúng con đều yếu đuối, mỗi người một cách, và chúng con có những lúc chúng con đã ngã, nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài không bỏ chúng con, và Chúa tha thứ cho chúng con, vì sự tha thứ của Chúa thật là dồi dào. Con cầu nguyện đặc biệt để cho Kim Huệ, để cho Tuyết Hương, để cho Mục sư Lê Vi, một số người đang có cái sự suy sụp tinh thần, có đã trải qua và đang gượng đứng lên, cũng như có những người chưa đứng lên được, thì Chúa ơi, xin Chúa thương xót trong năm mới này,
Chúa ban cho chúng con sức mới của Ngài. Bởi vì có những người đang đau khổ, nhất là bị tổn thương ở trong hội thánh, thì cảm thấy rất là cô đơn và khó mà có thể trở lại và sống một mình. Ôi Chúa ơi, đây là một cái một điều mà Chúa không có hoạch định để cho chúng con sống một mình. Chúa muốn là đàn chiên thì một con chiên phải ở trong cái ràng, bởi vì Chúa sinh chúng con ra thì chúng con là một sinh vật xã hội tính, chúng con quay quần bên nhau. Chúa dùng hình ảnh những chi thể trong cùng một thân, thì nếu mà một chi thể mà đứt lìa ra khỏi thân thì cái chi thể đó sẽ yếu đuối, sẽ chết, và còn cái thân thể thì bị thương. Nên chúng con cầu nguyện không chỉ cho các bạn đã chia sẻ trong vườn nho sáng hôm nay hay là trong vọng canh sáng hôm nay, mà chúng con biết đâu đó khắp mọi nơi, không chỉ người Việt Nam mà tất cả mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ, đều có những người bị tổn thương rất sâu xa vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, ngoại cảnh hay là do chính mình hay là do cả hai, thì Cha ơi, Cha vẫn muốn chúng con can đảm nhờ ơn Chúa, vâng lời Chúa, vì yêu Chúa, vâng lời Chúa mà trở về. Và Chúa cũng mở đường cho anh chị em chúng con, những người quá cô đơn, những người nhất là ở một nơi mà những hội thánh không có mở lòng, không có thấu hiểu, không có giang tay ôm lấy, thì Chúa ơi, chúng con biết rất là khó, là chúng con cũng không có giải pháp cho họ, chúng con chỉ biết kêu van, bởi vì Cha là đấng có mọi câu trả lời cho mọi tình huống. Cho nên giờ này chúng con hiệp lòng để cầu nguyện cho những con chiên lạc loài, những con chiên cô đơn, con chiên mà vết thương chưa chữa lành, Chúa thương xót. Chúa, bàn tay của Chúa, đôi mắt của Chúa khắp nơi, không sót một ai. Cha ơi, xin cứu giúp. Cha ơi, xin đem họ đến. Cha ơi, xin chữa lành để rồi họ có được một cái bầy nhỏ ít nhất để mà quay quần như chương trình của Chúa, như ý định của Chúa cho chúng con, dù không cần phải là một trong một hội thánh rất là lớn, càng lớn thì lại càng phức tạp, nhưng mà chỉ cần một bầy nhỏ mà chúng con yêu thương nhau như một Amen. Gia đình, thì chúng con cũng cảm thấy rất là ấm áp như hội thánh vườn nho. Con cảm tạ Chúa vì hội thánh rất là nhỏ, nhưng mà đệ tớ của Chúa có tấm lòng rộng mở, vì chúng con là ai mà chúng con có quyền xét đoán anh em mình. Amen. Chúa ơi, Amen. Chúng con xin Chúa tha thứ Amen. Cho những người tưởng rằng mình đứng, tưởng rằng mình không phạm tội, Chúa ơi, nhưng mà trước mặt Chúa, dù là một tư tưởng lạnh nhạt, một tư tưởng xét đoán người khác, thì chúng con cũng đã phạm tội với Chúa rồi. Huống gì chúng con cũng chẳng trong sạch gì, chúng con cũng chẳng có một người nào là thần mang hình người. Chúa nhắc nhở để rồi các đầy tớ của Chúa, những người đang ở trong hội thánh và có tấm lòng, ngay phút giờ này mà chúng con khẩn cầu cùng Chúa, xin Chúa Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ để trong giờ này, từ đầy tớ của Chúa cho đến những con cái của Chúa trong hội thánh biết nhớ đến những con chiên bị tổn thương, là những con chiên mà Chúa đang yêu dấu nhất, đó là những con chiên mà Chúa muốn đem về ràng để được chăm sóc nhất. Chúa ơi, xin Chúa thương xót mà cảnh tỉnh tất cả mọi người để nhớ đến những con chiên đang bị tổn thương mà chạy đến, dù bị tổn thương vì lý do gì đi chăng nữa, nhưng mà đang bị tổn thương, thì điều đó mà Chúa muốn chúng con phải vươn tới để mà ôm lấy, để mà chữa lành, để mà yêu thương, để mà cầu tay. Chúa ơi, xin Chúa thương xót để trong năm mới này nhiều con chiên đang bị tổn thương, đang bị lạc lối, đang cô đơn, được những bàn tay yêu thương, những tấm lòng chân thật rộng mở để có thể kéo họ trở về trong nhà của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều. Con cũng cầu nguyện ngày nào chúng con còn sống trong trần gian thì chúng con còn có những cái sự chiến đấu với sự cái tôi của mình, sự cô đơn riêng, sự yếu đuối riêng,
rồi chúng con phải chiến đấu với những cạm bẫy do ma quỷ luôn luôn giăng bủa để kéo chúng con ngã, rồi những sự lôi cuốn của trần thế. Cho nên cha ơi, chúng con cầu nguyện trong năm mới này, những anh chị em, tất cả chúng con bám chặt lấy Chúa, xin Chúa thương xót cho chúng con biết rằng đời này rất là tạm bợ và chúng con sẽ ứng hầu trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng con dù trong hoàn cảnh nào, Chúa cho chúng con cũng biết nghĩ đến Chúa, biết chăm bám chặt lấy Chúa, và trong mọi việc của chúng con làm, đừng có làm theo sự khôn ngoan của mắt mình, nhưng mà cầu vấn ý của Chúa, tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ chỉ dẫn mọi nẻo cho chúng con. Ngay cả khi chúng con biết điều phải làm nhưng chúng con không có sức, thì cha ơi, cha là nguồn sức lực của chúng con, để chúng con nhờ ơn Chúa mà chúng con có thể làm được. Vì với Chúa không có việc gì giữa Chúa với chúng con mà lại không làm được. Nếu chúng con làm bằng sức mình thì chúng con không làm được. Nhưng mà với Chúa nắm tay chúng con, đồng hành với chúng con sẽ làm được. Xin Chúa ban cho Kim Huệ, ban cho Tuyết Hương, ban cho Hồng, ban cho một số Lê Vi và một số biết bao nhiêu người mà chúng con không có thể kể tên ở đây. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con năm mới này, điều mà chúng con cầu xin không phải là những con đường hanh thông dễ dạy hoặc là theo ý muốn của mình. Nhưng điều mà chúng con tha thiết cầu xin trong năm mới đó là Chúa giữ chúng con sát bên gần bên hông Chúa, sát bên dòng huyết của Chúa, để rồi Chúa sẽ nâng đỡ chúng con và Chúa sẽ dẫn dắt chúng con đi trong con đường mà Chúa đi cùng chúng con, để chúng con mạnh mẽ. Chúa cho phép những sự đau khổ xảy ra, những đau thương vỡ lở xảy ra để cho chúng con có sự cảm thông với những người khác, cảm thông nhiều hơn, và chính Chúa lại dùng chúng con để mà chữa lành những người khác nữa. Ôi Chúa ơi, Chúa của chúng con thật là nhân từ. Xin Chúa cho chúng con ai mà còn có những cái mặc cảm tội lỗi, xin Chúa nhắc chúng con biết rằng khi Chúa tha thứ cho chúng con chạy đến kêu cầu cùng Chúa, xưng tội cùng Ngài, thì Cha đã tha thứ. Và khi Cha đã tha thứ thì Cha forgive và forget, để cho chúng con không bị ma quỷ lừa dối. Vì ma quỷ là cái tên nổi dối khủng khiếp, luôn luôn kiện cáo, luôn luôn nhắc nhở để dìm chúng con trong vũng lầy của sự mặc cảm. Thì xin Chúa cho chúng con vượt qua điều này, và mỗi lần ma quỷ có đến nhắc đến những gì mà chúng con đã phạm, xin Chúa cho chúng con vùng dậy và nói: ớ Satan, hãy lui ra. Yes, tao đã phạm tội, nhưng mà Chúa đã tha thứ. Nơi dòng huyết của Chúa, mày xê ra, để cho chúng con đừng có bị ngã xuống trong cái mặt cảm của tội lỗi nào hết, mà chúng con vững vàng đứng dậy. Mỗi lần chúng con nhớ đến những gì mà chúng con đã sai phạm thì chúng con lại có cớ để cảm tạ Chúa, chúng con có cớ yêu Chúa nhiều hơn và mạnh mẽ để chúng con bực dậy và chúng con có thể hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ, dâng cả những gì chúng con có trong những năm tới này, tấm lòng của chúng con, thì giờ của chúng con, ước mơ của chúng con, phục vụ Chúa. Và chúng con, ma quỷ sẽ dùng những con người thiếu hiểu biết, thiếu ơn để xỉa xói, để đưa cho chúng con những ánh mắt xét đoán. Cha ơi, xin Chúa đừng cho chúng con nhìn thấy điều này. Trái lại, khi chúng con thấy điều đó thì chúng con lại cầu nguyện cho họ, vì chính họ cũng đang vấp phạm, chính họ cũng đang bị rơi vào mưu kế của ma quỷ. Chúng con không vì những điều này mà chúng con lại rụt rè sợ hãi, nhưng mà Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con vững vàng nhớ đến tình yêu vô lượng vô biên của Chúa, nhớ đến sự tha thứ của Chúa, nhớ đến sự mong chờ của Chúa, là chúng con vững vàng bám chặt lấy Chúa. Vì dù chúng con trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn dùng chúng con, Chúa vẫn yêu thương và thích dùng những kẻ có tội hơn là những kẻ cho mình vô tội mà rồi kiêu hãnh. Chúa luôn luôn có cái nhìn không giống như con người. Chúng con biết ơn Chúa vì điều này. Và Chúa nói là kẻ đầu sẽ trở nên rốt, nhưng mà kẻ rốt sẽ trở nên đầu. Điều này khích lệ chúng con, dù chúng con có yếu đuối thế nào, sa ngã, thì cha ơi, Chúa lại dùng chúng con để làm vinh hiển danh của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho các bạn Kim Huệ, Huỳnh Hoa, Hồng, Sư Lê Vi và bất bao nhiêu người còn đang đau thương ở trong
cái sự tổn thương của mình. Cha ơi, chúng con cầu nguyện đặc biệt để năm tới này chúng con vững vàng, chúng con yêu Chúa, yêu cuộc đời, yêu bản thân mình, yêu đời sống mà Chúa ban cho chúng con, yêu hội thánh, yêu những người chung quanh chúng con, để chúng con chạy đến và chúng con biết rằng Chúa biết tâm lòng của chúng con, Chúa ban phước, Chúa đẹp lòng là đủ. Amen. Còn ai có nghĩ thế nào, đừng vì điều này mà chúng con chùn chân. Xin Chúa cho chúng con vượt lên điều này và chúng con cầu thay cho họ nữa. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho đầy thờ của Chúa có nghe con rất là buồn. Vì lý do nào đi chăng nữa, Chúa ơi, ở lại ở nhà một mình thì không phải là cái cách vì Chúa muốn chúng con phải có nhau, để chúng con san sẻ, chúng con nâng đỡ. Chúng con mạnh thì chúng con nâng đỡ kẻ yếu đuối, và khi chúng con yếu thì những người khác sẽ nâng đỡ chúng con. Không ai có thể theo Chúa một mình, vì đó không phải là con đường Chúa muốn. Cũng cầu nguyện để những ai đã xa nhà Chúa một thời gian rất lâu, tất cả mọi người nào đó, Cha ơi, xin Chúa cho chúng con là những người nhớ đến họ, nhớ đến tên của họ, cầu thay cho họ, cầu thay khẩn thiết, cho đến khi Chúa sẽ dùng chúng con hoặc dùng cách nào đó mà đem họ về trong nhà của Ngài, trong tổ ấm của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều, chúng con ngợi khen Chúa, và chúng con tin chắc rằng Chúa có nghe lời cầu xin của chúng con, để trong năm mới này chúng con sẽ nhìn thấy những gương mặt đã yêu thương, đã lâu không đến nhà của Chúa sẽ trở lại. Bất cứ nhà nào, ở đâu, trong trường hợp nào, ở thôn xóm nào, ngõ ngách nào, cũng có nhà của Chúa, cũng có những người yêu Chúa, mở rộng tấm lòng. Xin Chúa cho những người đang rất là cô đơn, xin Chúa cho trỗi dậy, thì Chúa sẽ chiếu sáng, để rồi đem chúng con lại trong nhóm nhỏ, đem chúng con lại trong bầy nhỏ nào đó, để chúng con quây quần bên nhau. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều. Điều mà chúng con không làm được thì Chúa làm được. Và qua lời cầu xin của chúng con mong và chúng con tha thiết tin rằng Chúa đói đến, vì trong năm mới này Chúa đem nhiều con chiên bị tổn thương trở về nhà của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều. Đặc biệt con cầu nguyện cho Hội Thánh Vườn Nho, con cầu nguyện cho những tân tín hữu, con cầu nguyện cho những người đã bỏ nhóm, không phải là trong hội thánh của mình, bỏ nhóm ở đâu đó thì cũng trở lại, giúp phục hưng Hội Thánh Vườn Nho, giúp phục hưng Hội Thánh Phục Hưng và những hội thánh ở Arizona, cũng như tất cả các miền của đất nước này, cũng như trên tất cả Hội Thánh của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng con xin cơn mưa phước lành của Chúa sẽ tuôn đổ để dấy lên những cơn phục hưng thật là lớn cho từng hội thánh ở trong năm 2023 này. Chúng con mong mỏi điều này hơn tất cả mọi việc gì trong cuộc đời của chúng con. Bởi vì cuộc đời riêng thì chúng con biết rằng Cha là đấng chăm sóc của chúng con, chăm sóc tất cả chúng con, để chúng con không có phải quá lo là về đời sống riêng của chúng con nữa, chưa ăn gì, mặc gì, uống gì, bởi vì Chúa sẽ chăm sóc chúng con. Xin Chúa cho tâm lòng của chúng con chuyển hướng về bầy chiên lớn của Chúa, hướng về những con cái của Chúa, những người chung quanh, để mà chúng con cầu thay cho họ, chúng con chăm sóc họ. Và khi mà chúng con làm được điều này thì chính Chúa sẽ chữa lành những vết thương, chính Chúa sẽ giải quyết nan đề riêng của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con ngợi khen Ngài về một buổi sáng Chúa cho chúng con gần gũi nhau, chia sẻ tâm tình, để rồi chúng con cùng đến với Chúa để dâng trình cái khúc nôi, cái ước nguyện của mình cho Ngài. Một lần nữa chúng con dâng tất cả đời sống của chúng con lên dâng cho Chúa, với lòng khao khát rằng trong năm mới Chúa cho chúng con sẽ làm được điều gì mà còn đến đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con ngợi khen Ngài, và chúng con kính dâng trọn 365 ngày mới trong tay yêu quý của Chúa. Xin dẫn dắt, xin ban ơn, xin làm đi Cha ơi, để rồi chúng con nhìn thấy tất cả những nơi nào trên mọi miền của trái đất này, nơi đâu mà có con chiên của Chúa, nơi đâu mà có người có lòng tin nơi Chúa, cũng sẽ nhận được phước hạnh tràn đầy ở trong năm mới này. Chúng con biết ơn Chúa rất nhiều, chúng con ngợi khen Chúa, và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn cô rất nhiều, và vọng căn chúng ta. Dạ. Yeah.
Tôi gọi hỏi chút xíu là bây giờ Dạ vâng. một sư đạm bây giờ đang ở đâu ha? Dạ mục sư Đạm đang ở Arizona đó cô. Mục sư Đạm đang ở nhà của mục sư Levi. Mục sư là Nếu Levi mà Lý. được thì mục sư Đông nhờ mục sư nhắn chút xíu được không, nói Dạ là được. xin mục sư Đông cho số phone của tôi cho mục sư Đạm á, Dạ. nói là cô Tuyết muốn gọi hỏi thăm Đạm thì Đạm gọi lại cho cô nha. Dạ. Cảm ơn mục Dạ sư Đông vâng. rất nhiều và Dạ. xin chào mọi người, chúc một ngày rất là phước hạnh Dạ, cảm ơn cô. nha. Dạ, rồi, xin chào Vọng Canh. Chúc ban phước cho Vọng Canh. Bye 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 Thiên nha. ơi, bye Mỗi bye sự Bé phước Bé. lớn dành cho mỗi sự đông. Dạ. Phước, bye Cảm ơn bye. Phước. Bye bye tất Cảm cả ơn mọi cô người. Tuyết rất Huệ, nhiều. Lời cầu nguyện cô Tuyết. Hương, I love you so much. We'll see Yeah, love you too, cô. you soon. Yeah, bye bye. Bye bye.